Rồi, trận đấu đầu tiên của bảng C nha mọi người. Bên tay trái của mọi người là Tiêu Dao, Anh Phiên, còn bên tay phải của mọi người là Tinh Túc Thiên Hà nha. Không, lò xo không thể nào hấp thụ được. Hình như cả hai tuyển thủ đều bị dính chân liên rồi ạ. À, xin chúc mừng Thiên Hà đã ghi được 3 điểm đầu tiên trong bảng C. Chúc mừng Thiên Hà.